Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với một căn siêu phẩm nhà đẹp thiết kế hiện đại tại trục đường chính Quang Trung thuộc phường 8 quận Gò Vấp nha. Căn nhà mình hôm nay đang được giảm giá nha anh chị, với giá gốc là 7 tỷ 900 triệu đồng. Bây giờ giảm giá ngay 600 triệu cho những quý anh chị nào thiện chí nha. Bây giờ chỉ còn giao bán với giá là 7 tỷ 300 triệu đồng thôi. Ngang 4m2, sâu 16m, thiết kế 1 trệt 3 lầu. Căn nhà rất đẹp, bố trí full nội thất khoảng tầm 400 triệu đồng và nhà hướng chính là hướng Đông Nam, nằm trên trục đường Quang Trung thuộc phường 8 Gò Vấp, gần với ngã ba đường Quang Trung và đường Tân Sơn nha. Thiết kế màu hiện đại rất đẹp, rất sang, trệt 3 lầu, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh và phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước và sau. Đường trước nhà là con đường rộng tới tầm 6m, đường sẽ hơi xe tải quay đầu và nằm trong khu nhà đồng bộ hiện hữu lâu đời rồi, đường nhựa. Con đường hẻm cụt nha anh chị. Con đường 6m rất là đẹp, xe hơi, xe tải ra vào thoải mái. Anh chị cô chú nào muốn mua thì chúng ta hãy nhanh tay gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Giá bán bây giờ chỉ còn 7 tỷ 300 triệu đồng thôi. Quý anh chị nào quan tâm thì hãy gọi ngay về tới bên em. Mặt tiền được ốp nhựa rất đẹp, rất sang. Sẽ có mái thái phía trên, bộ cổng sắt bốn cánh phía ngoài, khoảng sân 2m, anh chị thoải mái đậu được 5-6 cái xe máy ngoài này. Có tủ giày dép và bên trong thì có cửa nhôm Sinfa. Di chuyển vào trong, chúng ta sẽ có khu vực phòng tiếp khách. Anh chị có thể đậu xe hơi ở từ cái khoảng sân xe máy, đậu thấu vào phòng khách được nha. Do tổng cộng cả khoảng trong khoảng ngoài thì nó phải tầm được 8m nha mọi người. Chị có thể đậu xe và đậu xe máy kẹp hai bên. Chúng ta có thể thiết kế hai cái khoảng cửa làm sát ra phía cổng ngoài luôn. Do chủ nhà chưa có sang tên nên là chưa có làm. Nếu mà anh chị nào sang tên, chúng ta có thể làm đẩy hai bộ cửa ra sát nhau. Cầu thang ốp đá kim sa trắng, chạy đèn led và tay vịn của cam xe, lan can sẽ là sắt đặc sơn trắng, đúc rộng tầm 90. Căn nhà mình hướng chính là hướng Đông Nam nha quý vị. Và giá bán bây giờ chỉ còn giao bán là 7 tỷ 300 triệu đồng thôi. Anh chị cô chú nào muốn mua thì hãy nhanh tay gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng. Phòng bếp thì được tặng lại bộ bàn ăn 4 ghế này, tủ bếp gồ ăn cường. Và chúng ta có trang trí cây xanh, đèn đuốc rất đẹp, rất sang. Ốp sàn gạch 1m260, gạch nhám. Căn nhà giá chỉ có 7 tỷ 3 thôi nha. Giá vẫn còn thương lượng được. Nếu anh chị nào thiện chí thì chúng ta sẽ được bên Bá Hưng hỗ trợ bớt giá từ 200 đến 700 triệu đồng đối với những căn nhà giá tầm trung như này. Và quý vị khách hàng nào quan tâm thì chúng ta hãy gọi ngay về tới bên em, với đội ngũ đông đảo tư vấn nhiệt tình. Bên em cam kết bán những căn nhà sổ hồng riêng chính chủ gửi bán, và đặc biệt chúng ta sẽ được bên em hỗ trợ với mức giá bán vô cùng rẻ luôn, để được bên em đạp giá thấp nhất nhanh mọi người. Và chúng ta cùng em di chuyển lên phía bên trên. Trệt 3 lầu, 2 lầu dưới thì sẽ bố trí phòng ngủ. Lầu trên cùng sẽ có phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Trên này được ốp sàn gỗ nha mọi người. Phòng ngủ master. Chúng ta có giường 1m8 kèm với tủ quần áo, kệ tivi và nệm, máy lạnh. Ốp sàn gỗ. Phòng thì rất rộng, rất là thoáng nha mọi người. Nhà rất là đẹp luôn. Anh chị nào muốn mua thì chúng ta hãy alo ngay về tới bên em. Bên ngoài có ban công. Giá 7 tỷ 3 chúng ta mà được bên Bá Hưng hỗ trợ thì giá mua rất là rẻ nha. Được đang còn bớt được khá khá nữa. Nếu bên em dẫn đi xem và hỗ trợ thương lượng giá, tặng lại máy lạnh Daikin. Anh chị cô chú nào đang có nhu cầu mua nhà thì hãy alo ới ngay về tới bên nhà đất Bá Hưng nha. Phía sau chúng ta sẽ có khu vực phòng tắm master, phòng tắm. Ở đây thì có bồn tắm nằm, có khu vực tắm đứng và một cái tủ thanh đồ. Anh chị nào muốn cải tạo làm phòng ngủ cũng được nha. Nhà rất đẹp, hẻm xe hơi 6m trước nhà. Hẻm một xẹt có trục đường chính Quang Trung thuộc phường 8 Gò Vấp.
giá giảm 600 triệu rồi, chỉ còn 7 tỷ 300 triệu đồng thôi. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với phòng ngủ số 2, số 3. Trên này cũng có giường đệm, máy lạnh đầy đủ hết luôn. Phòng rộng và ốp sàn gỗ nha mọi người. Quý anh chị khách hàng xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để hiển thị thông báo về điện thoại mỗi khi em Bá Hưng ra video mới. Có toilet riêng hết này, vách kính nha, bồn cầu khối, vòi sen thuyền. 7 tỷ 3 vẫn còn đang bớt nha. Phía sau chúng ta sẽ đến với phòng ngủ số 3. Nếu mà tính cả phòng tắm nữa là phòng số 4 nha. Toilet riêng. Có giường tủ nệm hết rồi. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Đây là khu vực phòng thờ. Phòng thờ sẽ được ốp sàn gạch 60. Có cửa nhôm ra ngoài. Phía ngoài này là khoảng sân thượng trước. Anh chị thoải mái trồng cây, trồng rau ở đây. Và phía sau sẽ là khu vực sân thượng giặt và phơi đồ. Ở sân thượng giặt phơi đồ thì chúng ta được làm khung sắt, ốp gạch sạch sẽ hết nha. Rất tuyệt vời rồi. Và video của Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị, cô chú ở những video lần sau. Xin chào.